Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật Kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ Kính thưa quý vị thiền hữu tri thức Quý vị cao minh cao đồ của Tổ Thầy Kính thưa quý vị trong ban tổ chức Quý vị đại diện cho các ban trị sự xa gần Trong và ngoài địa phương đến đây tham dự Kính thưa các vị mạnh thường quân kính thưa cụ ông, cụ bà cùng toàn thể chưa đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay được sự phân công, chúng tôi trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua một cái chuyên đề mà vừa rồi quý vị cũng đã nghe vị sứ ngôn viên đã giới thiệu. Vậy là nói đầu tiên, à, chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa, chư quý vị và chư đồng đạo thân kính. À, như chúng ta đã biết, à, trong cuộc sống à, loài người, lời nói là một cái sự biểu thị để nhằm phát triển giúp cho con người được phát triển được dễ dàng hơn à, trong cái à, vấn đề à, giao dịch à, cũng như mọi vấn đề khác liên quan đến cuộc sống thì con người chúng ta cũng là một cái loài động vật mà thuộc về động vật cao cấp, bởi vì chúng ta có một cái ngôn ngữ đặc thù ở trên thế giới, dù có khác nhau ở nhiều thứ tiếng, à, tuy nhiên thì tụ trung lại thì mỗi cái cái thứ tiếng đều là một cái nét đặc trưng của một quốc gia, của một dân tộc và hơn thế nữa thì chúng ta cũng gọi chung đó là ngôn ngữ. thì à, trong cái ngôn ngữ này, à, trong cái ngôn ngữ học đó thì theo cái uh, mỗi con người chúng ta thì nó có rất là nhiều cái uh, lời nói tức là nếu nói theo cái ngôn ngữ học đó thì có đến trên dưới gần một triệu lời nói đó tức là một triệu từ ngữ một triệu lời nói tuy nhiên thì mỗi con người thường trong xã hội này thì cả cuộc đời đó thì chỉ dùng uh, lặp đi lặp lại vài trăm uh, lời nói vài trăm từ hoặc cái người nào nhiều nhất thì vài ngàn từ thôi cho nên thật ra thì chúng ta không có khai thác hết những cái câu từ ngữ nghĩa những cái lời nói mà vốn dĩ tạo quá đặt để cho chúng ta do vậy cho nên một cái người người ta có học thức cao có sự suy nghĩ thì có thể người ta phát minh những cái lời nói nó lạ tuy nhiên nó hay tuy nhiên thì nghĩa lý thì nó không khác do đó thì cũng đồng thời một lời nói cũng đồng thời một sự kiện người thì nói nghe rất là dịu dàng, rất là triều mến và cũng có người nói nghe thì rất là cọc cằn, rất là thô bạo. À, cho nên thì cũng là lời nói nhưng mà cái cái sự lừa lọc, cái sự kỹ lưỡng khi chúng ta chọn các lời nói đó thì xin thưa rằng nó không giống nhau. Do đó cho nên cũng chính vì cái tầm quan trọng của lời nói mà chính ngày xưa Đức Phật đã dựa vào lời nói, vào ngôn ngữ, cho nên Đức Phật mới chuyển tải Phật pháp. Để đưa chúng sanh vào cái lộ trình giác ngộ để giải thoát Cho nên nếu như ông cha ta Mà không có cái lời nói Không có ngôn ngữ Thì chắc xã hội loài người chúng ta rất là chậm phát triển Từ vật chất lẫn tinh thần Do vậy thì ngày xưa quý vị biết rằng Đức Phật trong suốt 49 năm dân du thuyết pháp Thì gần như là Ngài đã nói rất nhiều Các cái phương pháp tu hành Dù rằng là chúng ta không may mắn được chính tư, trực tiếp nghe Ngài nói Tuy nhiên thì cũng được kinh điển ghi chép lại thì cũng rất nhiều về những cái lời nói Đức Phật được dịch giả dịch lại rồi được truyền khẩu lại mà nhất là xuất phát từ kim khẩu của ngài A Nan và hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời cũng vậy ngài cũng dựa vào ngôn ngữ tức là khi ra đời mở đạo vào ngày 18 tháng tháng 5 năm kỷ mão thì Đức Thầy trị bệnh đồ đời nhưng chúng ta biết rằng trị bệnh đây là chỉ là cái phương tiện ban đầu thôi mục đích Đức Thầy ra đời là truyền đạo trị bệnh chỉ là một cái phương tiện để nhằm cho nhiều người biết đến trở về hòa hảo để từ đó thì Đức Thầy mới triển khai cái phương pháp truyền đạo bằng cái cách là lời nói thì Đức Thầy dùng lời nói thuyết pháp gọi là thuyết pháp độ đời đó tức là Đức Thầy miễn dít môi đầy văn tao nhã để cho mọi người tu hành thức tỉnh mà Ngài dạy là khuyên tu hành hao sức tổn hơi chẳng hề mở miệng ra thăng trách và hơn thế nữa thì để cái đạo được lưu truyền thì ngài từ cái lời nói ngôn ngữ đó ngài mới chuyển lại thành những văn tự thành những chữ viết như vậy thì chữ viết à, nó khác với lời nói tuy nhiên nếu chúng ta nói về tính chất thì chữ viết nó cũng chính là lời nói nhưng mà lời nói này nó không phát ngôn nó không có âm thanh mà lời nói này thì nó mang một cái tính chất là gọi là vô âm nhưng cái nghĩa lý thì nó cũng không khác với cái cái lời nói mà có một cái ngôn bằng chính cái kim khẩu cũng như chính miệng của chúng ta nói ra do đó cho nên đến cái phương pháp thứ ba đức thầy viết sấm thi gọi là hạ bút thần tơ đã thơ đã đề khai để lưu truyền hậu thế thí dụ như lời đức thầy nói thì nếu không được ghi lại không được những cái người mà có cái một trí nhớ một cái bộ nhớ siêu uh, siêu trí nhớ như một uh, như ngạ nan mà nhắc lại đó nhắc đức phật lại đó thì những lời nói này sẽ không được lưu truyền vậy cho nên đức thầy hiểu được thời kỳ này chắc có thể là không có kiếm được người anh an thứ hai vì vậy, cho nên đức thầy mới là viết sấm thi à, tức là những cái ngôn từ đó những cái ngôn ngữ đức thầy mới chuyển quá thành lại văn phạm và sáng tác trọn bộ cái quyển sấm giảng thi gian toàn bộ thì để lưu truyền hậu thế cho nên ngày nay khi đồng đạo chúng ta đọc là quyển sấm giảng thi gian toàn bộ này thì cũng có thể rằng khi chúng ta đọc đến đâu theo tôi đó thì cũng giống như là lúc đó đức thầy đang dạy dỗ chúng ta đang nhắc nhở chúng ta đang hướng dẫn chúng ta vào cái lộ trình giải thoát. Cho nên nếu nói về cái tính chất về cái ngôn ngữ đó, thì cũng có thể chúng ta dùng cái từ là à, chữ viết nó cũng là một ngôn ngữ mà ngôn ngữ không âm thanh. À, còn lời nói chúng ta ngôn ngữ có âm thanh. À, tuy nhiên cái tác ý và cái cái nghĩa của nó thì cũng giống nhau thôi. Vì vậy cho nên nếu nói về cái lời nói thì nó có hai cái tính chất, một là tích cực tích cực là gì tức là những cái lời nói nó ra làm cho người ta vui vẻ hạnh phúc an lạc phát triển từ vật chất lẫn tinh thần thì những lời nói này gọi là tích cực tức là lời nói này đem đến cái sự tốt đẹp cho nhân loại chúng sinh thì lời nói này thì xin thưa rằng xin đó là lời nói xin sanh ra cái phước đó thì giống như lời của Phật lời của thầy hoặc là giả là những cái lời lành của các hiền triết nói ra hoặc được ghi chép lại trên sử sách trên ca dao trên tục ngữ thì những cái lời nói đó thì phải nói là lời gọi là chúng ta nói chung đó là lời lành lời lành mà nếu nói theo triết học Phật giáo thì đây là những cái lời chánh rồi một cái uh, xu hướng thứ hai thì những cái lời nói đó nó rơi vào cái chỗ là phải nói rõ là tiêu cực tức là những lời nói nó ra người ta nghe người ta rất bức tức tức tối nếu nói nó ra làm người ta phải đau khổ những người nói nó ra làm cho ảnh hưởng chung đến cái sự phát triển từ vật chất lẫn tinh thần làm cho con người phải than đứng phải khóc đứng than ngồi phải liều mình tự sát phải hết sức đau khổ vì là nói đó thì đó lời nói đó là gọi là nói tà và lời nói tà này thì nó sinh cái nghiệp lời nói chánh thì nó sinh phước mà lời nói tà thì nó sinh nghiệp và từ cái nghiệp này chúng ta không thấy nó đặc biệt cái nghiệp chúng ta không thấy đông đạo à nhưng mà có tuy không thấy mà sao chẳng mất thì cái có này nó sẽ dệt thành những cái cái nhân quả mà khi chúng ta nói ra rồi thì nó sẽ thành một cái nghiệp và một ngày hai ngày một năm hai năm hoặc là một đời hai đời thì cái nghiệp này khi nó đầy đủ cái nhân duyên rồi thì lúc bây giờ nó sẽ có một trở nên một cái qua trái tức là sẽ có một cái quả và cái quả đó chúng ta sẽ là gánh chịu qua những điều nói chúng ta không có chói cãi đâu được cả à, thì đó là chúng tôi nhận định về cái vấn đề ngôn từ Vậy thì hôm nay trở lại chính vì cái tầm quan trọng đó Vậy là nói cho nên ở trong bát bát thánh đạo cũng như là bát chánh đạo, Đức Phật thường gọi bát chánh đạo cũng là bát thánh đạo tức là tám cái con đường cho hành giả đắc được gọi là tứ thánh đó. Tức là đắc được là Phật nè, Bồ Tát nè, Duyên giác nè, Thinh văn cho nên gọi là bát thánh đạo và cũng còn gọi là bát chánh đạo. Vậy cho nên trong này thì trong bát chánh này nó gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp rồi chánh tinh tấn, tránh mạng, tránh ngữ, chánh niệm, nhất định thì trong này có một cái tránh như lời nói. Đây thuộc về tạng giới. À. Bởi vì tôi cũng thường nói rằng bác chánh đạo của Đức thầy đó là giới định huệ. Ở trong đó thì nói chung có đầy đủ hết. Thì đặc biệt ở cái 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 cái, cái, cái tạng cái uh, chánh ngữ này nó thuộc về cái tạng giới. Và hơn thế nữa thì khi mà chúng ta chi tiết kỹ ra thì trong bát chánh đạo của Đức Phật và Đức thầy trong đó nó gồm có hành động, à. nó gồm có ngôn ngữ và nó gồm luôn cả cái tư tưởng thì đồng đạo thấy rất rõ thì cái cái chánh này cái chánh hành động thì trong đó nó gồm có chánh nghiệp nè và chánh mạng là chánh hành động rồi cái chánh về uh, lời nói tức là về cái ý ý thức về là nói chúng ta thì ngay chánh ngữ này nó rồi các chánh còn lại nó thuộc về cái uh, hệ tư tưởng cho nên nó đều đầy đủ à trong bát cách đạo chúng ta suy cho cùng nó đủ giới định huệ và nó cũng có đầy đủ luôn cả à, tức là hành động ngôn ngữ và tư tưởng vậy thì cái mà hôm nay chúng ta bàn là về góc độ về cái uh, vì lời nói cho nên để hiểu được tùng cột cùng tột của một cái vấn đề để đạt lời nói tích cực để xin phước thì yếu tố trước tiên thì chúng ta cũng phải tìm hiểu về các lời nói tà quan trọng hành trạng tà như thế nào lời nói sát như thế nào cái lời nói mà nó cướp đi công đức người tu thế nào cái lời nói mà nó sanh ra cái nghiệp để rồi chúng sanh phải lưng hồi đền trả chúng sanh phải trả nghiệp như thế nào thì đó là các yếu tố mà đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu cái bộ mặt của nó và khi mà chúng ta hiểu được các điều đó rồi thì tôi tin chắc rằng à, chúng ta sẽ không còn dám nói lời tiêu cực nữa tức là không còn dám nói cái lời để dệt cái nghiệp nữa mà từ đó chúng ta sẽ à, thúc liễm cái thân tâm của mình để rồi tự kiểm điểm mình để rồi có những cái lời nói à, cho nó hết sức là thơm tho tốt đẹp đạt được, được những cái độ tích cực bởi vì chỉ cần chúng ta lọc lừa chỉ cần chúng ta à, tôi luyện chỉ cần chúng ta lựa chọn bởi vì lời nói hàng triệu lời hàng triệu từ ngữ cho nên chúng cần chỉ cần chúng ta thay thế thôi ở đây có thể chúng tôi dùng cái khái niệm là thay thế ngôn ngôn ngữ đó rồi khi chúng ta chưa tu thì mình muốn nói là nói à muốn làm là làm à. không cần suy nghĩ mà thầy nói là mà là, là là, là, khi nó làm ít chịu suy lường đó mà mãi phạm tội nên rằng nghiệp ác thì khi con người chúng ta chưa tu nó là vậy nó rơi vào một trạng thái đó còn hôm nay chúng ta tu rồi thì chỉ việc là chúng ta phải biết như tôi nói ở nhiều cái chứ ở chuyên đề trước đó thì chúng ta phải biết mình đang đang nói cái gì biết mình đang làm cái gì và biết mình đang suy nghĩ cái gì để làm chi để chúng ta lọc lừa à, chúng ta chuyển hóa chúng ta thay đổi giống như giờ một kho tàng ngôn ngữ thì trong đó bây giờ chúng ta lấy ra một hai trăm từ một hai ngàn từ thì dạ gì chúng ta là lấy những cái từ mà gây nên cái sự đau khổ cho mình và cho mọi người cho nhân loại chúng sanh chúng ta phải chất lọc lựa chọn những cái từ ngữ nào mà nó mang cái tính tốt đẹp để chúng ta sử dụng để rồi sanh phước đừng có sanh nghiệp đó. và trở lại vấn đề thì chính vì cái tầm quan trọng đó mà hôm nay đức thầy đã đời ngày, ngày dạy là lời phật thuyết ta xin nhắc lại vì vậy cho nên để cho tín đồ thầy để cho nhân loại chúng sanh không đọa lạc vào trầm luân vào con đường khổ cho nên đức thầy vận dụng À, rất nhiều cái phương pháp thì trong đó bác cánh đạo là một trong phương pháp ưu việt hết. Và hơn thế nữa thì phương pháp này đức thầy còn cho biết đây là quyển kinh Nhật tụng. Đây là tám con đường giải thoát. Nếu ngài muốn thoát chốn mê đồ và tấn triển được con đường giải thoát thì phải kinh nghiệm qua, phải thực hành qua, phải trải nghiệm qua các cái điều này thì mới mong đến chỗ giải thoát được. À, do cho đó thì chính vì vấn đề đó mà thầy viết tới ba chỗ. À, một là thầy viết vào ngày 20 tháng 9 năm kỷ mão ở tại trong uh, quyển tư giác mê tâm kệ. Lần thứ hai thì thầy viết bác cách đạo ở trong bài dặn dò bổn đạo lối tháng 2 năm canh thìn và lần tháng ba lần thứ ba thầy viết trong văn tản trong cái quyển tôn chỉ hành đạo với cái tựa đề là cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn đạo mà khi đức thầy ở Sài Gòn năm mất dậu 1945 thì thầy sáng tác quyển này. Vậy thì mỗi chánh nó đều có một cái nét là thù riêng giống như giống như chúng tôi nói là mỗi chánh thì nó có một cái À, một cái tính chất để chúng ta rèn luyện ở một cái tính cách khác nhau và mỗi chánh thì có một cái uh, cái sự ưu việt khác nhau tuy nhiên trong cái khác đó nó bao gồm nó cả tổng thể thí dụ bây giờ hành giả hành chánh nghiệp dù rằng đây là điêu luyện về cái nghề nghiệp nhìn nhận vừa về cái nghề nghiệp giữa tà dưới chánh à, tuy nhiên khi mà chúng ta đạt đỉnh cao của chánh nghiệp thì chúng ta vẫn giải thoát và chánh ngữ cũng vậy dầu rằng nói ở một cái phương diện đời thường một cái phương diện cạn thì chúng ta thấy ra đây là một cái chánh để gần như là điêu luyện là nói giúp cho chúng ta có được cái lời nói thơm tho thì đồng thời cái chánh này nếu chúng ta thực hiện đến cùng tột vấn đề thì từ lời nói thơm tho đó nó sẽ sanh phúc và từ cái phúc đó nó là đôi cánh là phương tiện để đưa chúng ta đến chỗ giải thoát à, cho nên thì tôi cũng khẳng định rất là nhiều lần à, bác cánh đạo đức thầy dạy chúng ta thì tất cả mọi chánh đều có một cái công năng giải thoát cho nên đức thầy mới dạy đây là tám con đường giải thoát thì nó không hết nha thì à, hôm nay ở trong cái à, diễn đàn này à, tôi và quý vị sẽ gặp gỡ nhau qua cái chuyên đề chánh ngữ vậy thì chánh ngữ là gì hành trạng của tà ngữ như thế nào à, tai hại nó ra sao cái phương pháp hành trừ hành hành trì chánh ngữ theo lời đức thầy dạy trong đạo phật giáo hảo chúng ta hành như thế nào và đạt kết quả ra sao lợi lạc như ra sao chứng đắc quả gì gì thì đó là những điều mà chúng ta sẽ gặp gỡ tìm hiểu ở trong cái ngày hôm nay, kính thưa đồng đạo. Như vậy thì đức thầy đã định nghĩa chánh nghiệp, à, chánh ngữ là lời nói chân thật, chân thật, tức là thứ sáu chánh ngữ liệu to nói năng điều chánh thì ăn cái gì. Như vậy thì nếu như chúng ta mở miệng ra mà chúng ta nói những cái lời chân chánh, những cái lời chân thật, những cái lời tích cực, những cái lời đem lạ lạc cho chúng sanh như tôi nói hồi nãy thì tất cả những vấn đề đó đều là chánh ngữ mà nếu như chúng ta muốn có một lời nói thơm tho lời nói chân chánh lời nói uh, tích cực thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải có cái tâm cho nên đức thầy mới sắp xếp ở cái chỗ chánh tư duy và chánh uh, chánh kiến đó đi trước chánh ngữ là vậy phải có cái tâm bởi vì uh, quý vị ơi dễ biết lắm à, ông ông thánh cũng cho biết rằng uh, là nhân tướng xuất hình tại ngoại thì nhiều khi cái lời nói của con người chúng ta lời nói của một người khác, cái người gần gũi với mình, hàng ngày mình tiếp xúc mà nhiều khi mình nghe lời nói người ta rồi thì có thể mình đoán được phần nào trong tâm của họ. Cái người mà cái tâm tốt rồi thì tôi tin chắc với quý vị là nói của họ rất là tốt. Rất là thơm tho. Người mà có tâm từ bi rồi, có tâm thương người thì những lời nói họ nói ra hoàn toàn là lời thương người. Cái người mà có một cái tâm Phật pháp rồi, cái tâm trong sạch rồi thì những lời nói họ nói ra đều là pháp. Còn ngược lại người mà có một cái tâm đố kỵ Cái tâm ích kỷ Cái tâm nhỏ mọn Thì những lời họ nói ra thì hoàn toàn là ích kỷ nhỏ mọn Nghe nó khó nghe lắm Bây giờ nếu họ có nói cái lời thơm tho Cái lời trơn chánh đi chăng nữa Thì giống như là chúng ta buộc họ thôi Gọi là nói bằng cái đầu môi chót lưỡi đó Thì nói với một góc độ là Gọi là ép uổng thôi Chứ thật chắc ra thì họ không phải vậy Hãy Vì vậy cho nên cái lời nói bên ngoài mình thấy đơn giản thật nhưng cái thật ra thì nó là một cái sự biểu hiện một cách một cách chính xác nhất ở trong nội tâm của mình như tôi thường nói đồng đạo không cần biết người đó còn tham lam sân mới Messi hay không chỉ cần tiếp chuyện người đó tiếp xúc người đó gần gũi người đó thì ở một cái hình thức bên ngoài bởi vì nhân tướng xuất hình tại ngoại cái hình thức bên ngoài thôi thì chúng ta cũng đủ hiểu được người đó trong lòng còn tham còn sân còn si hay không liền à, thì đây là một cái mà phải nói là nó rõ ràng nhất cụ thể nhất chứ không cần mà chúng ta dùng là nói ừ anh ơi à, tôi bây giờ không còn tham lam sân mới Messi nữa không phải như vậy anh ơi tôi bây giờ tốt lắm tâm tôi niệm phật hoài không phải vậy con người mà nếu trở về nội tâm chuyên trì niệm phật trở về nội tâm suy nghĩ là đức thầy suy nghĩ kinh pháp sống trong thể thiền định thì xin thưa rằng con người này ít nói lắm cái người mà chuyên niệm phật ít nói lắm mà khi người ta nói ra cái gì thì đều là thượng lý đều là những cái điều thiện lương những điều tốt lành không à. à cho nên ở đây cái định nghĩa thì tôi cũng phụ thêm thì đức thầy đã dạy À, tức là tránh uh, chánh nghề tránh ngữ tức là những cái lời nói uh, chân thật vậy thì ngược lại ngược lại với chánh ngữ thì là tà ngữ là những lời nói không chân thật những cái lời nói giả dối những cái lời nói tiêu cực những cái lời nói nhằm mục đích là hại người những cái lời nói xuất phát từ một cái tâm địa xấu xa như chúng ta dự bàn uh, thì đó là phần tà bởi vì uh, theo một cái uh, quy luật chung đó mà chúng ta thường nghe ông cha mình nói một câu phải nói là chân lý là nơi nào có Phật nơi đó có mà vậy thì hai cái này nó đang nó, nó lúc nào nó cũng hòa quyện với nhau cho nên đó là ma tà với chánh còn đương trà trộn là chỗ này nè tà với chánh là người muốn tu phải sớm lọc lừa thì ở trong phần bắc cánh đạo cũng như chánh ngữ này cũng vậy thì khi đức thầy nói chánh thì đương nhiên trong đó có tà do đó cho nên hôm nay chúng ta là người tu đạo à, chúng ta là cái người học Phật thì quan trọng là chúng ta lọc lừa khi chúng ta lọc lừa chúng ta loại bỏ cái tà chúng ta đem vào cái chánh chúng ta loại bỏ cái xấu đem vào cái tốt chúng ta loại bỏ cái tiêu cực để chúng ta thực hiện cái tích cực thì tôi tin chắc rằng đạo quả đắc đối với chúng ta là trong nay mai thì đó là chúng ta hiểu về bằng phần văn tự vậy thì trở lại tà ngữ đây tức là những cái lời nói không trung thực những cái lời nói gian tà xảo quyệt mà cái nguồn gốc của tà ngữ nó do đâu cái hành trạng như thế nào thì chúng ta nghe đức thầy dạy rất rõ thì xin thưa đây, quý vị Lục căng làm con người ô nhiễm lục trần Vì muốn nuôi dưỡng sát thân nên mới sanh ra các điều ham hố là nguồn cõi của các tội lỗi Như vậy thì đây là cái nguồn gốc nè Cái nguyên nhân Vậy thì cái nguyên nhân mà nó sinh ra tà ngữ đó Thì không ngoài cái sự ô nhiễm Nếu như mà tôi dạo vậy chúng ta không ô nhiễm căn chúng ta đối với trần như như bất động Thì xin thưa rằng không chúng ta không bao giờ phạm vào tà ngữ đâu Đằng này khi nhãn thấy sắc thì chúng ta sẽ rơi vào một trạng thái gọi là bản biểu thì chính vì nó bận biểu này cho nên lúc bây giờ chúng ta mới lưu cái 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 cái, cái hình ảnh ấy vào trung tâm của mình và khi lưu hình ấy hình ấy vào hình ảnh ấy vào trung tâm của mình thì lúc bây giờ mình bắt đầu soạn cho mình có một cái 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 ý tức là muốn nói rằng chúng ta sẽ soạn một cái lời nói ở tận đáy tâm của mình thì tôi cũng xin nói thêm quý vị cái ngôn ngữ này ngoài cái chữ viết và ngôn ngữ ra như tôi nói là nó đầu thì bên cạnh đó nó còn có ngôn ngữ tâm cái quan trọng ở đây chúng ta đi vào chánh ngữ đi vào tà ngữ thì mình cũng phải hiểu được cái ngôn ngữ tâm hôm nay tôi dùng cái ngôn ngữ tâm thì gần như cái từ nào đưa hồi xưa giờ tôi chưa dùng tại sao gọi là ngôn ngữ tâm thì khi mà chúng ta nói mà về hiện tượng vật lý đó về những cái vi cái, cái cái cái, hình thức bên ngoài đó thì nếu nói ngôn ngữ tâm thì ta không chấp nhận nhưng thật chắc ra tâm chúng ta có ngôn ngữ thì nhiều khi mà mình nên chúng ta nằm chúng ta ngủ hoặc là chúng ta ngồi thì đôi khi chúng ta miệng không nói Nhưng mà trong tâm chúng ta nói Bắt đầu nó sắp xếp cái này, nó sắp xếp cái kia Nó tính toan cái nọ tự nó nói trong lòng của chúng ta Thì đó là ngôn ngữ tâm Vậy thì khi đi vào một cái trạng thái Cái trạng thái nhãn thấy sắc này Thì lúc bây giờ ngôn ngữ tâm chúng ta bắt đầu nó nó tính Nó tính làm sao là phải đem cái sắc này Phụng sự cho bản thân mình Thì chính vì cái vấn đề đó Mà nảy sinh ra những cái vấn đề lời nói không chân thật Để tìm kiếm cái đó trở về mình rồi tới đến nhãn rồi tới nhĩ tỷ thiệt thân ý thì nó gặp chứ sắc thinh hương vị xuất pháp bên ngoài khi nó ô nhiễm. Tôi nói à, nôm na đây thí dụ vì chúng ta muốn ăn cái món đó. Cái món ngon đó. Thì trước khi ăn như vậy á thì chúng ta cũng phải có những cái lời nói gì đó trải mài. Những cái lời nói gì đó là khen tặng, những cái lời nói gì đó là gần như nó không trung thực. Để chúng ta ăn cái món đó. Để người ta cho mình món đó, để được thụ hưởng cái đồ 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 ngon đó thì những cái lời nói đó thì rõ ràng nó là tàn ngữ thì những cái thí, thí những cái uh, thí dụ này hàng ngày đồng đạo thấy rất rõ rồi đó thì tôi chỉ nói gọn Đồng đạo suy nghĩ thì đấy là những cái mà ô nhiễm đó là cái gốc và cái cũng vì lục căng sinh độc trần thì cái gốc này do chúng ta nhận định sai nhận định sai là chúng ta cung phụng cho cái thân nè cái thân nguyễn giả nè chứ phải chi mà chúng ta nhận định đúng cái thân này nó không thật thì tôi tin chắc không có gì sẽ ra cả cho nên là chung ngụy lại nói tóm là cũng do cái thân mà ra cả bây gì cũng vì sự ham hố nè À, tức là ham muốn quá cho nên chúng ta lại có những cái nó hố hút mức nó dư thừa, à, tức là nói nó dư thừa từ đó cho nên chúng ta à, bắt đầu phạm vào cái nghiệp không hết và cái hành trạng của cái ác khẩu này, hành trạng của của tà ngữ này thì có thể gọi đây là ác khẩu, là ác khẩu gì? À? À, cho nên thì hiểu rõ vấn đề này chúng ta nghe lại đề tài ác khẩu thì ác khẩu và chánh ngữ nó không khác nó khác nhau ở góc độ cao và thấp thôi à, nhưng tuy nhiên mà đi sâu vào pháp hành thì hai cái này không khác vì vậy cho nên tà ngữ đức thầy đã dạy cũng không ngoài do bốn cái điều ác miệng lưỡi chúng ta gây ra à, tức là lưỡng thiệt lời nói làm thiên hạ bắt hòa nhau ý ngôn lời lời nói chửi chữ rủa kẻ mắng tức là lời lời mắng chửi kẻ dưới tay rồi ác khẩu tiếng độc ác tục tầng chửi rủa thần thánh vọng ngữ nó lắm nó quyển quật thì đây là bốn cái điều à, cái hành trạng của tà ngữ nó sẽ thi hàng ngày. Vì thì hàng ngày nếu như chúng ta à, tự miệng mình nói ra với một cái dụng ý là nói để cho người ta à, bắt quà với nhau, lần gì nói gì, lần khác nói khác, à, thì đấy cái đó là chúng ta đang phạm vào tà ngữ. Hay hoặc là người khác cũng vậy, người ta ghét mình, là mình nói như vậy là người kia nói khác, thì cái đó những cái đó thì hoàn toàn nó rơi vào tà ngữ đó. Mà thầy dạy là ác nơi khẩu nhất là lưỡng thiệt. Với người này dùng lời tha thiết đến cái kia đâm thọc cho gây khá trừ đi hương đảng bất rại dùng sự thiệt cái bài tâm trí người chọn nhau tại mình gia dị mà cũng không hưởng được lễ danh à, sao rõ ra chúng lại gác anh chiêu cảm quả bắt lạnh thêm nữa thì nó không hết à vậy thì đấy là cái nguyên nhân thứ nhất à, cái hành trạng thứ nhất của, của 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 của, chánh tức là của tà tà ngữ rồi cái hành trạng thứ hai tức lý ngôn ác thứ nhị ngôn chắc chứa Để cho người làm lỗi xé vậy của tượng tiền nhiều tử phụ rằng hay chủ ý thế nhiếp xài cái dưới lắc lẻo chi có ba tắt lưỡi quan ý khôn mặt sắc văn ngu nghèo ỷ lanh láo sượt lu bù oi thấy thế lòng đau tở cắt thì đức thầy thấy vậy thầy đau lắm cho nên thầy dạy là khuyên bá tánh nhìn cho chặt đừng để cho hủy dắt đường công nó là quỷ nó là ma thì đây là những cái lời nó ỷ thị ỷ mình là cái người có tiền ỷ mình là chủ ỷ mình là quan ỷ mình là người khôn lanh ỷ mình là người có học thì đây là năm cái giai cấp trên Đấy mà chính vì năm giai cấp trên này cho nên chúng ta cho mình là người trên, cho mình là hơn người thì cái bản ngã chúng ta nó xui khiến chúng ta nó làm cho chúng ta mù quá, thốt ra những cái lời nói ý thị. Thấy không quý vị? Và hơn thế đó thì trong đạo chúng ta cũng vậy. Nhiều khi trong quá trình hành đạo mình nghĩ mình thông với người ta, thông đồng đạo của mình, mình nghĩ rằng mình ăn chay lâu hơn đồng đạo của mình, mình nghĩ rằng mình làm từ thiện nhiều hơn đồng đạo của mình, mình nghĩ rằng mình niệm Phật và cúng lại nhiều ông đạo của mình thì đôi khi chúng ta vẫn sanh một cái tâm gọi là tức là cái tâm ỷ ỷ thị rồi mình lại có những cái lời nói không hay đối đồng đạo mình mình ăn trái trường mình ra đồng đạo ăn trái kỳ mình không phiên người ta ăn trái trường giống mình mà đôi khi chúng ta lại có một cái tâm là hầu như khi dễ người ta đố kỵ khi dễ người ta rồi có những cái lời nói làm người ta không được vui thì những cái lời nói nó rơi vào vấn đề là ý ngôn nó không hết rồi cái hành trạng thứ ba nữa là những cái tiếng độc ác tục tầng, thô lỗ chữ rủa thần thánh thì điều này quý vị biết rồi. Thì vấn đề này phải nói nó nó là quá tà ngữ rồi. Mà Đức thầy dạy là tới ác khẩu thứ ba bài biện tiếng tục tầng thô lỗ hung hăng nào chữ che mắng mẹ lăng xăng chẳng kể đến lương thường là, 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 là chẳng kể đến lương thường thảo hiếu đó. Hâm đánh với người hàng yếu hiếp sớm chồm cô bác chẳng kiên trong gia đình chữ rủa liên miên hết dương thế kêu sang thần thánh rồi chẳng kiên nể phật trời thượng cảnh cõi long cung mà thỉnh tối ngày đời á mu tội trạng thảm thai phiên ba tánh ba gia đáng bỏ gương tổ phụ còn roi là còn noi lỡ đó sao không theo nề nếp gia phong chư thánh thần đâu có mất lòng mà kêu réo đông tây nam bắc mấy câu trên toàn là rồng rạc những đàn bà khai khắc cháu con kể từ nay phải giữ cho tròn không chỉ giúp các mang tay ách Thầy rất rõ à, thì đó là cái hành trạng thứ ba của tà ngữ rồi đến cái hành trạng cuối cùng của tà ngữ thì là chúng ta nó láo nó quyển hoặc ác vọng ngữ thứ tư cũng cấm Nói thêm thừa quyển vật đủ điều Thương người thời kiếm chuyện dạy thiêu Ghét diện kẻ thấp cao bào chữa à, Tức là ghét người thời kiếm chuyện dạy thiêu chứ Thương diện lẽ thấp cao bào chữa Đề bắt công mấy ai xem sửa Trên đi hoa với chẳng phục tùng Phiên nhân sanh lễ chi công mạng ở nó năng chân chất Thì Đức Thầy giải đắc rõ rồi Như vậy thì cái hành trạng Nói tóm lại cái hành trạng Cái hành trạng của tà ngữ Thì nó là ác khẩu đó Ác khẩu đồng đạo ạ à. Khi chúng ta phạm vào bốn điều này thứ nhất chúng ta phạm vào tà ngữ và thứ hai chúng ta phạm vào ác khẩu thì một người mà nói cái lời tà ngữ cái lời nói không chân chánh lời nói hoàn toàn tiêu cực một cái người mà phạm vào ác khẩu thì quý vị biết rằng cái nghiệp quả của họ thì chúng ta thấy không lường không lường ngày xưa chúng tôi đọc lại kinh ở trong kinh Sa Du Lực à, một cái trong kinh Sa Du Lực mà cái phẩm gọi là tôn kính các bậc Đại Sa môn đó thì có kể lại là một cái sự kiện của một cái vị à, tức là sa di nhỏ tuổi à, chê một cái vị tăng già tụng kinh tiếng ồ ời khó nghe giống như chó sủa thì cuối cùng thì vị sa di này sau đó thì phải thọ làm rất là nhiều cái kiếp chó nó không hết thì đấy là chúng ta nói tinh thần nhân quả như tôi nói hồi nãy cái lời nói chúng ta nói ra quý vị à quý vị đừng có nghĩ rằng là nó nói ra như gió thỏng bay bay không phải đâu chúng ta rất có trách nhiệm với lời nói của mình nếu chúng ta nói cái lời mà không trong sạch cái lời mà ảnh hưởng đến quốc gia đến chính trị đến dân tộc làm đau khổ người khác mà nếu nói về cái mặt pháp lý thì chúng ta sẽ bị tù tội à. tù tội à nếu được người ta ghi âm người ta quay hình lại được nhiều người chứng kiến làm chứng những lời nói chúng ta thì lúc bây giờ chúng ta là cái người có tội về pháp luật chứ không phải là vô thoảng máy bay, bay được lời nói chúng ta rất là có trách nhiệm à. mình rất là có trách nhiệm nữa của mình và hơn thế nữa khi đi sâu luật nhân quả thì lại nói chúng ta nó dệt nghiệp dệt nghiệp cách ghê gớm lắm mà cho nên thầy mới dạy là khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết nè à, như cái mẫu chuyện mà chúng tôi kể lại trong kinh sa di luật rất rõ ràng như vậy vì vậy cho nên một cái người mà hiện tại đang rơi vào ở cái chỗ gọi là tà ngữ hay còn gọi là ác khẩu thì vì thấy là người này xã hội không kính trọng người ta chê bai người ta phỉ nhổ bởi người này nói chuyện không có được không có trung thực mà nói chuyện phải nói rõ là 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 nói chuyện không trúng mà thường thường ông lão tử cũng dạy là nhất ngôn bất trúng thiên ngôn vô dụng có nghĩa là chỉ cần một cái lời nói mà không thành thật rồi đó thì đó vì sao nói một ngàn lời tao cũng không tin thật sự vậy cho nên tôi nhớ ngày xưa du dương tức là cái vị vua sau cùng của cái thời của thời nhà châu đó, trải dài 800 năm thì lúc bây giờ du dương vì say mê sắc đẹp của nàng bao tử nàng này đẹp lắm mà không cười dù rằng vua rất là tạo nhiều cái trò cười rất là rất là nhiều cái cảnh là phải nói rõ là nhung lụa gấm với vóc nhưng nàng không cười thì cuối cùng vua mới tính cái kế là gạt gạt tứ đại chư hầu thấp cái phong quả đài lên bởi vì theo cái triều đại của nhà chu đó thì khi mà thấp phong quả đài lên thì các chấn chư hầu quay trở lại cứu giá tức là có công việc nhưng mà không ngờ tứ phương các bốn chấn chư hầu hai trăm đất nước lớn nhỏ quay trở về không có gì trơn cho nên lúc bây giờ nàng vô tự trên thành cao nhìn thấy vị nàng cười thì chính vì lời nói không thật nè nhất ngôn bất trúng nè thì các chư hầu bắt mãn mạnh ai nó về nước hết thì sau đó một thời gian đó các cái vị lộng thần tặc tử nổi lên làm loạn và lúc bây giờ vua gặp nạn vua đốt phong quả đài cầu cứu thì đồng đạo thử biết thiên ngôn vô dụng ông đốt một ngàn lần bây giờ tôi cũng không về cứu ông nữa bởi hồi nãy bị gạt rồi nè hôm qua hôm kia bị gạt rồi nè chính vì vậy cho nên là lúc bây giờ du dương nhà châu bị mất trong ta du dương do cái cái sự kiện mà không thật như vậy cho nó không hết vậy thì hôm nay mọi sự kiện hàng ngày chúng ta nhớ rằng hôm nay mình lỡ nói dối một lần lỡ phạm vào tà ngữ một lần thì chúng ta phạm hoài nó ngộ nghĩa trong đó à chúng ta phạm hoài à. và đặc biệt khi mà lời nói của mình mà lỡ như mà nó không còn uy tín nữa đó thì xin thưa rằng sau đó chúng ta có nói ngàn lời giảng lời người ta không tính mà nếu người ta có tin đi chăng nữa thì người ta cũng 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 dư chân tức là người ta không có toàn 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 tin mà người ta cũng e dè lắm đấy và hơn thế nữa thì tôi muốn nói ở đây hiện tại trong thời gian từ trước đến giờ và hiện nay thì trong đạo chúng ta có rất là nhiều đồng đạo chúng ta phạm vào vấn đề này tức là bàn buộc thì bàn bảo thiên là, là, là bàn gì thiên cơ thầy của mà có trúng đâu hồi đó giờ ai bàn trúng đâu phải không quý vị vậy thì cái người mà khi chúng ta gì không hiểu vì bản ngã vì muốn được cho người ta tôn sùng mình lên cao rồi chúng ta lại vội vàng bàn luận thời cụ thiên cơ thì những người đó toàn bộ là rơi vào tà ngữ thì các đồng đạo bàn cái thời cụ thì thông cảm cho tôi bởi vì đây là chân lý bởi vì bà đồng đạo bà không trúng bởi vì chúng ta chưa có lục thông chúng ta chưa phải là phật và hơn thế nữa chúng ta chưa được phép vậy thì trừ khi đức thầy chúng ta trừ khi chúng ta đạt đạo Giờ khi chúng ta thông suốt hết mọi việc giống như đức thầy dạy là thân bằng tăng mặt bộ sòng nâu cuộc thiên lý một bầu thì điều hãn thì nếu như mình thông được điều đó thì chúng ta bàn thì quả mai có cơ mai nhưng mà cũng không may nữa bởi vì khi mà mình thông rồi thì mình hiểu được cái, cái 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 dịch học cái chân lý là thiên cơ bất khả lậu thiên cơ không được lộ không lộ được không bàn như vậy thì giờ này đồng đạo chúng ta rơi vào chỗ bàn bạc thiên cơ thời cuộc thì tôi muốn nói đây thì quý vị cũng thông cảm thật ra thì tôi rất là thương quý vị à, tuy nhiên thì cũng phải nói thì đây là những đồng đạo rơi vào tà ngữ nè Chúng ta nói không đúng Và từ chỗ không đúng đó Bản thân của cá nhân đồng đạo đó bị tội Bị đồng đạo là là là, là, là tẩy chay Không chấp nhận Điều này thì đương nhiên rồi Nhưng còn ảnh hưởng chung cả đạo Cả thầy Cái mà tôi đau khổ nhất đó đồng đạo à Là đồng đạo nói rằng là thầy dạy vậy đó thầy, vậy đó thầy nói vậy đó Thầy nói tháng 5 này là đời tới nè Thầy nói tháng 10 đời tới nè Nhưng mà thầy có nói không Không Chúng ta nói rồi mượn lệnh thầy chính vì vậy cho nên cái tội này nó tội chồng tội mà nghiệp chồng nghiệp ở chỗ này phải chứ tôi nói ờ ừ, theo cái hiểu của tôi này là tôi nói theo cái hiểu của tôi thì tháng năm đợi tới thì nước còn đỡ đằng này đồng đạo của nó là thầy nói không à, thầy dạy vậy không thầy nào dạy kỳ á thầy nào dạy thiên cơ tôi không vậy thầy dạy chúng ta tu hiền mà thầy dạy chúng ta tu cầu mà thầy dạy chúng ta niệm phật làm lành lánh giữ mà thầy dạy chúng ta luôn luôn đem đến phúc lợi toàn thể chúng sinh chứ không phải thầy dạy chúng ta với cái kiểu gọi là rung cái nhắc khỉ như vậy đâu cho nên chính như vậy cho nên cái này là cái chúng ta phải bàn đó. chúng ta dính lắm khi một đồng đạo mà bàn thì thời cuộc thiên cơ chúng ta bá hướng nào cũng vướng hết cũng vướng hết đồng đạo mà phải nói gọn chúng ta tránh không khỏi đâu nghiệp không đó thật ra là nghiệp không đó cho nên thì tôi mong rằng quý vị hiểu được như vậy nhất là khi chúng ta học cái bài chánh ngữ này thì đồng đạo bớt giùm tôi vấn đề này nếu đồng đạo thật sự là người thiên cơ thì đồng đạo cứ để trong lòng đi Chúng ta phải bàn bạc chân lý Lời Đức Thầy nhiều cái để chúng ta bàn lắm Nhiều chỗ để chúng ta nói lắm Chúng ta bàn bạc chân lý cho mọi người tu theo Thì tốt biết chuyện nào Hà tất gì chúng ta phải bàn thời cuộc thiên cơ Để rồi chúng ta phạm đủ thứ hết Phạm lời Đức Thầy Đức Thầy không cho phép thiên cơ để dạ là thời yên thân Phạm vào khẩu, là khẩu nghiệp Phạm vào tài ngữ Bởi chúng ta nói, nói sai Chúng ta gạt thiên hạ Chúng ta gạt đồng đạo mình Rồi để rồi thiên hạ sẽ nhìn Phật giáo hòa hảo chúng ta Bằng ánh mắt khác đạo chúng ta là đạo lớn đạo chúng ta là đạo trong sạch đạo chúng ta là đạo hòa thuận tốt đẹp thế mà cũng tại vì chúng ta con sâu rầm rầu nồi canh rồi đôi khi chúng ta có lại những cái những cái ý những cái lời nói nó lệch phạm vào tà ngữ để rồi ảnh hưởng chung cả cái đạo của mình tuy nhiên nói thì nói như vậy chứ thật chắc ra đồng đạo chúng ta bây giờ nhận thức cao lắm mình nói vậy không phải người ta tin đâu đâu à mình nói thì cái tội mình chịu đó nhưng mà người ta không tin người ta nghe mình nói cái hơi người ta biết ông này nó không đúng rồi rồi người ta tự xa lánh mình à còn những người mà không xa lánh cứ lủi vào đó cứ nghe cứ tin theo đó thì đó là một việc khác nữa đó là chắc có thể nói là nhân duyên bởi vì hôm nay mọi sự kiện trên đời đều do nhân duyên thì vấn đề đó chúng ta không bàn à, thì đó là tôi muốn nói một số khái nét về cái tai hại của tà ngữ là vậy đó hiện tại là chúng ta bị mọi người xa lánh mọi người ghét bỏ mọi người không không giúp đỡ chúng ta và tương lai thì chúng ta bị thầy cũng xa lánh luôn bị phật ngoảnh mặt luôn và cuối cùng chúng ta bị đỏ con người phạm vào tà ngữ tôi tin chắc rằng tương lai theo cái hiểu của tôi tương lai người này phải rọ vào ta mặt đạo thôi không, không, không lên nổi bởi vì chúng ta phạm quá nhiều nghiệp rồi mình cúng lại mình làm từ thiện mình ăn chay cả đời nhưng không ngờ cái miệng mình ăn hết à tức là sanh nghiệp thí dụ bây giờ tôi cúng lại tôi ăn chay tôi làm từ thiện có phước chăng tôi làm cả tháng nay phước nhiều lắm á nhưng mà chỉ cần về nói một cái phạm vào tà ngữ cái rồi cái nghiệp cái, cái cái miệng ăn hết rồi thì từ cái đó nó, nó trừ lại cái nghiệp cái nghiệp nó trừ lại cái tội cái cái phước đó, chính vì vậy cho nên chúng ta làm thì có phước nhưng mà chúng ta xài nhanh quá phước này chúng ta không thích mà chúng ta tán nhanh quá phải không quý vị làm trước xài sau làm trước xài sau cho nên lúc bây giờ ông lưỡng thằng ông ghi mỗi tay ghi mỗi tay ghi không kịp phải chứ chúng ta làm phước không đừng có làm cái điều ác thì tốt biết mấy ha rồi chúng ta làm phước, rồi chúng ta lại làm ác. Mà đặc biệt cái ác này đồng đạo không suy nghĩ ra, cái ác đâu phải là cái ác này đâu phải là chúng ta giết người, hại người đâu, mà chúng ta dùng lời nói nó còn độc hơn chúng ta giết người hại người. Tôi nhớ ngày xưa tướng quân Dương Lãng khi ra trận, tức là tướng quân Dương Lãng là một trong các cái tướng của Tào Tháo, già rồi, năm đó ông gần 80, ông ra trận đối diện với Khổng Minh Gia các lượng, lúc đầu thì khua môi mép mỏ, nhưng mà khi Khổng Minh Gia các lượng nắm cái tẩy ông nói một một hơi thì ông tức quá té ngựa chết là nói có người đọc lắm đồng đạo à Đọc lắm à phải nói rõ thì đọc lắm cũng chính vì cái lời nói khổng minh các lượng mà châu du tức đến đã học máu phải không quý vị và cái kết cục của châu du là cũng gì thua gia các lượng ở cái lời nói ở cái mưu trí thì nó không hết à, thì đấy là chúng ta đưa ra một số tai hại vậy thì hôm nay thực hiện theo là đức thầy để hành thế nào đó có được chánh ngữ thì tôi và quý vị chúng ta sẽ tìm hiểu để mình có thể hiện theo thì đầu tiên thầy dạy là hãy tập lời nói mình chân chính đúng theo sự thật. Cha, yếu tố này phải nói rõ là chúng ta đọc qua thì thấy nó đơn giản. Nhưng mà mình suy tư lại, đức thầy dạy chúng ta tập đó, tập hãy tập ạ. À. Vậy thì tại sao thầy dạy phải tập? Đáng lẽ không tập chứ, nhưng mà không không được. Bởi vì từ xưa đến nay sống ở trong bể trần thống khổ này thì tôi và quý vị tạo quá nhiều ác Lời nói chúng ta quá nhiều ác ác khẩu rồi. Lời nói chúng ta là quá nhiều tàn ngữ rồi Vậy thì hôm nay vào lộ trình học Phật Khi chúng ta quy y tam quy ngũ giới lòng hằng nhìn theo Thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải tập Tập có gì à? Giống như tôi nói nôm na chúng ta lúc lúc mình chưa tu mình chưa biết chữ đi Giống như đứa con đứa cháu ở nhà mình đó Mà khi hôm nay bắt đầu bước vào cái lớp mẫu giáo Thì đầu tiên chúng ta phải tập từ chữ A, chữ B, chữ C, chữ D Phải không có gì Phụ huynh cô giáo là thầy là Phật Để dạy chúng ta tập chúng ta Vậy thì khi cái người bước vào hành tránh ngữ Thì cái người này phải bắt đầu từ bài học đầu tiên đồng đạo ạ à. Tập Tập ăn Tập nói Tập ở Tập suy nghĩ Thì đây là bác chánh đạo Phải không có gì chúng ta phải tập à ha, Cái tập này nó không phải mà nó, nó nó tế nhị hơn Không phải như tập như một đứa trẻ Nhưng mà thật cái đó chúng ta phải tập à Tập sao Trước khi nói chuyện uống lưỡi bảy lần Tập đó Có nghĩa là chúng ta phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra đoan chánh hiện từ chúng ta phải lấy ra những cái câu nói hay trong một cái kho tàng hàng triệu cái 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 văn từ văn nói ở trong ngôn ngữ học mà tôi nói ở ngay nỗi đầu thì lúc này chúng ta tập nè bắt đầu mình sàng lọc cho nên mình không được hấp tấp không được à, vội vã cái gì biết thì nói không biết thì thôi chứ không phải chúng ta cái gì cũng nói biết cũng nói không biết cũng nói thì nói vậy thì nghiệp và nghiệp nghiệp chồng nghiệp do đó cho nên chúng ta phải lọc lừa cho kỹ chỗ này như tôi nói hồi nãy ngay từ đầu tôi nói vấn đề này rồi thì giờ này chúng ta muốn hành trách ngữ bước đầu tiên phải tập tập mới được tức là phải tập từ là nói mà nói nôm na trước khi nói chúng ta phải có một sợi dây cuộn cái miệng lại và mình mới kiểm chứng mình kiểm chứng lại từng lời nói của mình coi coi nó có chân chánh không coi coi có đúng sự thật không nếu chân chánh thì nói đúng sự thật thì nói còn nếu không chân chánh không đúng sự thật giải dạ gì nói cái hôm nay cái chúng ta sáng cà phê à, với mấy người bạn cái vui miệng nó ở ờ, đêm hôm đó, tôi nghe à, nghe đằng sớm cái chuyện đó nó gì gì vậy như vậy thì khi mà chúng ta nghe vậy là nó sai rồi đúng sự thật không không đúng bởi vì mắt chúng ta không thấy ta chúng ta nghe chưa có phụ vào chánh kiến nghe người ta nói mình nói lại vậy thì chúng ta phạm vào ta ngữ rồi mà vấn đề này thì tôi thấy rằng chúng ta phạm nhiều lắm cho nên ngày xưa ông sodat ông có ba cái sàn ha cũng là một tư tưởng phương tây thôi cái sàn thứ nhất là khi ông mở miệng ra Ông kiểm tra cái lời nói ông có thật không Thật thì nói Là không thật không nói Đâu ép mình nói đâu Nó đặc biệt một điều quý vị à Trong cái ngôn ngữ chúng ta phát là hàng ngày Người ta không buộc mình nói Mà khi tự động mình nói à Giống như trong trách nghiệp tôi cũng nói rằng Mấy cô và bạn hàng ở chợ đó, Người ta đâu có hỏi mình là cá nào đó chị mua nhiêu Mà giờ chị bán tôi nhiêu nhiêu vậy Đâu có hỏi à, Người ta hỏi là chị ở là cá bán ký nhiêu Cái mình ở giờ ký 10 ngàn được rồi Chị ơi cá này tôi mua 1 ký 19 ngàn chín, 10 ngàn đó rồi tôi bán vốn chị 10 ngàn Thì chúng ta nói rõ ràng Nói gì làm chi hả? Có những cái người ta không ghép mình nói Mà tự mình Tức là tự cái bản ngã của mình Tự mình dệt thiếu Tự mình nó ra như vậy Mình không có sàng lọc Cũng mình không có luyện tập Cho nên Surat mới nói là Cái ý đầu tiên á cái sàn đầu tiên là muốn mà muốn nói thì ông coi là nói chân thật hay không chân thật thì nói không thật thì thôi rồi cái thứ hai nữa ông coi cái lời nói này đó là có thiện ý hay không? có thiện thì nói, còn lời nói ác không nói, lời nói mà 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 mà, mà rơi độc ác thì không nói. và cái thứ ba không có lời nói này có hữu ý hay không, có lợi hay không? nếu lời nói này nói ra mà hại người này hại người kia đó, bởi vì có những cái lời nói thiện mà vẫn hại người ta đâu? là nói thiệt á, à? người ta thương mình nói anh tâm ơi tôi nói anh nghe, bây giờ tôi gì gì vậy đó, cái ngày mơ mình gặp đồng đạo nó ừ hôm qua ông bạn ông bạn đạo đó ông nói tôi ông gì gì đó thì mình nói thiệt nhưng mà không ngờ cái lời nói thiệt mình hại người ta ảnh hưởng đến uy tín người ta thì cái này chúng ta cũng không nói cho nên quý vị nên nhớ rằng muốn muốn hành được cái chánh uh, chánh ngữ này thì yếu tố đầu tiên chúng ta phải có ba cái sàn cái sàn thứ nhất thì khi nói mình coi cái lời nói mình chân thật hay không cái sàn thứ hai mình coi cái lời nói mình có thiện ý hay không cái lời nói cái sàn thứ ba mình coi là nói hữu ích hay không thì nếu như là nói này không có lợi không nói lời nói này không thiện không nói lời nói này không thật không nói thà làm thinh cho nên quý vị ơi một cái phương pháp mà giúp cho chúng ta dễ nhất là làm thinh làm thinh đây không phải là chúng ta cả đời không nói không phải vậy làm thinh đây là có nghĩa là chúng ta khi mình nói phải suy nghĩ thật kỹ mà thật sự như vậy trong một cái cuộc trò chuyện đông người đồng đạo nhớ giùm tôi cái người nào nói nhiều người đó dở nhất cái người nào ít nói người đó là giỏi nhất tôi đợi người ta nói thoải mái đi một lát nữa tôi lừa nào cái chỗ nào mà ngay một cái chỗ điểm yếu tôi nói một cái là mọi người sẽ chú ý gì tôi hay không đây là tôi nói cái chuyện cuộc sống nữa thường là vậy vậy thì hôm nay trở lại cái ý đầu tiên mà đức thầy dạy chúng ta đó là hãy tập lời nói mình cho chân chánh đúng như thật tập nha rồi ý thứ hai thầy dạy hãy bỏ hết những xảo ngôn tráo trác những tiếng thô lỗ cọc cằn vậy thì ý thứ hai này thầy dạy xảo ngôn là gì xảo ngôn là lời nói này nói khéo léo đồng đạo à nói xảo đó nói khéo léo nhưng mà cái lời nói này hàm chứa một ý không thật ý không thật lời nói này nghe khéo lắm nghe ngọt ngào nghe dịu dàng lắm mà hầu như lời nói này là người ta đang gạt mình đó người ta dùng những mỹ từ lời nói khéo léo người ta gạt mình đó gọi là xảo ngôn bởi vì xảo ngôn theo từ điển gọi là lời nói khéo léo nhưng lời nói này là gạt người Nó gọi là xảo ngôn cho nên không lão tử mới dạy là Mỹ ngôn bất tính đó Tức là cái lời nói mà Qua Mỹ quá đó Thì xin thưa nói là không tin được vậy? Gọi là Mỹ ngôn bất tính Cái lời nói mà nói quá Mỹ đẹp đẽ Ngọt dị quá thì chúng ta phải suy nghĩ tại nói này có chừng Không không đủ đức tin Bởi vì cái lời nói thành thật nó không có qua Mỹ Do đó cho nên Cái sự xảo ngôn tới lời nói mà Người ta thường dùng khéo léo Để người ta nịnh hót đó lời nói mà sáu ngôn khéo léo đến hót nhất là mấy cái vị quân sư giống như vua hồn bí trọng ngày xưa đó thì mong này dùng sáu ngôn à, tức là biết uh, lúc nào cũng định hót đi bằng hai đồ gói đó thì vấn đề này là đại kỷ nhất trong con đường phật của chúng ta lời nói ngày cái này nó tội dữ lắm đồng đạo à. bởi nó không thật lời sáu ngôn không bao giờ thật đâu à. mà đức thầy đã giải rất rõ là lời sáu ngôn do đó mà ra mà là kinh nghiệm rồi ta mới diễn cá rất rõ ràng rồi tráo trác là gì cái chữ tráo trác theo từ điển hán nôm đó tôi thì dạo gần đây tôi thích nhất từ điển hán nôm Thật ra thì từ điển tiếng Việt, từ điển hán học, Phật học nhưng mà thật ra Đức Thầy dạy nó dính dáng từ nôm nhiều lắm đồng đạo à. Tức là từ nôm đã mang một cái bản sắc xưa của dân tộc Việt Nam chúng ta vào những cái ngày đầu sơ khai về ngôn ngữ học đó. Vì vậy cho nên từ điển hán nôm giải nghĩa cái 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 lời Đức Thầy qua từ tráo trác này nghĩa là lừa dối. Tráo trác là lừa dối. Tức là tráo trở đó. Nhưng mà cái nghĩa chính xác nhất của tráo trác là lừa dối tức là dùng những cái cái lời nói gạt người lời nói này cũng giống lý thông ngày xưa mà gạt thật xanh đó ai thử coi chém được đầu trần tinh rồi cái ảnh gạt liền nó nói chàng ơi sao mà để dám giết dám giết con trần mà vua không nuôi nếu mà vua hay được mà để giết con trần này thì vua giết chém chém đầu của của, của để liền thôi đưa đây cho ta ta lãnh tội ta 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 thế tội cho để để kiếm chỗ trốn đi nó là trao trát đó cái này là nó trao trát là nó gạt người chẳng những gạt một lần mà gạt nhiều lần thì những cái này thì chúng ta không nên có Đừng có gì cái quyền lợi cá nhân, đừng có gì 50 triệu bạc, đừng có gì một chút danh vọng gì đó mà chúng ta lại lường gạt người khác bằng là nói. Tráo trác. Thì nếu như mà chúng ta lường gạt như vậy thì kết quả thế nào? Tôi cho cái vị lường gạt tao mới được 1 tỷ đồng đó. Lường gạt tao vậy lên được cái chức chủ tịch đó. Nhưng 1 tỷ đồng chúng ta xài được mấy ngày? Chúng ta mua được cái gì? Rồi chúng ta ngồi ghế chủ tịch này được mấy năm? Nhưng mà cuối cùng cái tội thì vẫn còn y, cuối cùng chúng ta cũng chịu tội thôi. Bởi vì của thế gian này là cái gì đâu Phải không? Cuối cùng chúng ta không chịu tội à, Cho nên Đức Thầy không cho chúng ta Ý thứ hai mà để để trình bày phần chánh ngữ này Thầy không cho chúng ta dùng những lời xấu ngôn tráo trác Rất rõ ràng Và cái nghiệp quả của của cái lời tráo trác này Thì mình thấy rõ ràng cuối cùng thì Cái hệ quả cuối cùng của Lý Thông thì sao? Bị trời đánh Tất lẽ là, là bị vua xử trảm Nhưng mà vì thật sanh năng nỉ à, Là là nài nỉ Tha cho tội chết Nhưng mà vua thì tha thật sanh thì tha vì lòng từ nhưng mà luật trời không tha bởi vì trốn người khỏi trốn trời xấu khỏi vì vậy cho nên cái lời tráo trác lời lường gạt người khác để hưởng một cái thành quả do một hỏi nước mắt người khác tạo ra đem cái đó về của mình thì vừa phạm vào cái tội vọng ngữ cái tội là là là, là, là tà ngữ rồi còn phạm vào đạo tặc thì cuối cùng là thì cái hệ quả thì bị trời đánh tức là luật trời không tha không tha luật trời không có tình cảm làm cái gì thì phải là, là là gieo cái gì thì phải lãnh cái đó thôi, lãnh đủ thôi vậy. À? À, thì đấy là chúng ta thấy đó. những cái này được thầy cấm chúng ta đó. Mình không được dùng những lời đó. Rồi những tiếng thô lỗ cục cằn nữa cũng vậy. Tức là những cái lời nói phải nói rõ là những lời nói thiếu văn hóa ha? thô lỗ thiếu văn hóa. Những lời nói nặng nề, những cái từ ngữ thô tục thì vấn đề này không có trong chánh ngữ. Dù rằng chúng ta vui có nào, dù chúng ta trình độ thấp có nào nhưng mà mình phải tập thí dụ bây giờ cái người mà trình độ cao đó thì chắc là người ta không nói là, là 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 những cái lời nói thô thô tục đâu lỗ mãn đâu nhưng mà thường thường những người mà trình độ hơi thấp một tí ở đây không phải tôi tôi chê bai ai nhưng mà ý tôi nói vậy cái 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 ý mà chúng ta nhận định được ở cuộc đời đó, thì những cái người trình độ thấp một chút thì thường thì có những cái lời nói nó hơi à, tức là hơi lỗ mãn gọi là nói chúng ta nói câu phương ngữ nói chuyện cọc lóc đó nói tục đó nó cọc lóc rồi nó tục khác nó cọc lóc khác chứ hai cái này hai yếu tố khác nhau mà hai cái này cái nào cũng rơi vào tàn ngữ hết vì vậy cho nên Đức thảm gia tập đó thí dụ người ta có một trình độ cao uyên bác rồi người ta không cần tập nhưng mà chúng ta phải tập à, chúng ta phải tập từ lời nói phát ngôn cho nó chuẩn chẳng hạn như vậy tức là nói những lời thơm tho dễ chịu thôi à, thì cái đó là phải nói rõ tránh những cái từ ngữ thô lỗ cọc cằn rồi thầy mới dạy thêm là phàm khi bằng luận việc kia phải nói tỏ tường ngay thẳng vậy thì khi mà chúng ta luận bàn cái điều gì với ai đó, vào rằng cái người gần nhất với mình trong gia đình của mình, rồi uh, bà con dòng họ của mình ra đến ngoài xã hội, rồi đến cái công ty mình làm việc, à, đến cái uh, uh, cái cùng với mình có một nhiệm vụ chung cũng như trong ban trị sự của chúng ta, thì mỗi cái vấn đề này chúng ta phải bàn gì hết sức là ngay thẳng tỏ tường, à, tức là không có một cái gì giấu giếm cả, tức là mình phải dùng sự thiệt giải bài tâm trí, chúng ta phải dùng cái lời ngay thẳng À, khi bàn luận dự chi phải dùng cái lời nói ngay thẳng mà được chứ không bao giờ à, dùng những cái lời nói phải nói rõ là gọi là công quẹo đó. À, tôi nói à, hơi bớt bớt một chút. Cũng vấn đề đó, hơi thêm thêm một chút để cho anh chi, để cho các anh em khác người ta tôn trọng tôi. Người ta cho tôi thần thánh quá tôi là cái gì đó. Người ta cho tôi cực khổ nè, người ta tôi được cái gì đó thì những cái ý này thì hoàn toàn nó là tà hết. Ha, chúng ta phải hết sức ghi nhớ vấn đề này để rồi khi mà có bàn luận gì chi có hội hợp gì đó hội đàm gì đó thì mỗi đồng đạo chúng ta cũng phải dùng những cái lời đúng chánh ngữ thấy làm sao nói vậy à phản minh một à, một cái à, phản biện một cái vấn đề đó phải cụ thể quá ít nhất là những cái mà chúng ta chính mắt thấy tai nghe mà mắt thấy tai nghe cũng chưa chưa chắc hẳn đúng mà cái quan trọng chúng ta phải có chánh kiến đi đầu trong bát chánh đạo rồi chúng ta thực hiện hiện cái chánh này mới hoàn toàn được kết quả được còn nếu chưa có chánh kiến rồi thì tôi tin chắc rằng cái lời nói chúng ta chưa chuẩn bởi vì những cái nhận diện nhận định suy nghĩ của mình thì nó ở một khía cạnh nào đó thôi nó chưa hoàn toàn chuẩn cho nên cái vấn đề này nó liên đới với nhau cái gì à thì bên cái đó thầy dạy thêm là đối với kẻ dưới bề trên lời nói mình phải cho hiền lương đức hạnh à như vậy thì ở đây đức thầy dùng cái từ kẻ dưới bề trên thì mình phải nói như cái lời nói hiền lương đức hạnh Vậy kẻ dưới lại vậy thì kẻ dưới đây là những kẻ dưới tay của mình đó. thí dụ kẻ dưới là những cái người giúp việc cho mình cái người nghèo khổ hơn mình cái người dân cái người thiếu hiếu hơn mình con cháu của mình thì đức thầy dùng từ cái dưới tức là những kẻ này thấp hơn mình vậy thì giàu rằng họ thấp hơn mình về giai cấp xã hội về giai dế về tuổi tác về giàu nghèo về sự biết nhưng mà thật chắc ra cái mà chung quy lại cái phật tánh thì đồng với nhau không cao không thấp cái phật tánh vốn dĩ nó đồng với nhau không cao thấp đồng nào à cái cao thấp mà chúng ta thấy được thì hoàn toàn là do những cái yếu tố phụ thôi vì vậy cho nên cái đối với người kẻ dưới dưới hơn mình thì chúng ta phải dùng những cái lời hiền lương đức hạnh chứ không dùng những cái lời ỷ thị à, những cái lời phải nói rõ là ý là ta là trên ta là hơn ta là gì đó thì chúng ta vẫn rơi vào tà nghiệp mình phải dùng những cái lời hiền lương đối với kẻ dưới cái này cũng là một cái cái khó đồng đạo à bởi vì thường thường chúng ta y lắm cái người dưới mình thì mình nghĩ là người này phụ thuộc vào mình do đó cho nên đôi khi mình nói năng mình không có suy gẫm vì vậy cho nên thường thường rất là dễ rơi cái 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 vấn đề này đời này thì đặc biệt cái chỗ này thầy dạy là để à, chúng ta hành cái chánh ngữ chỗ này là hành cái cái cái, cái ý ngôn đó đồng đạo à đối cái dưới đó rồi một cái vai trò thứ hai nữa là bề trên ngược lại vậy thì từ bề trên này theo là đức thầy nó có hai ý đồng đạo à, à toàn bộ sấm thi thầy viết từ bề trên ba lần một lần là mong nhờ đức cả bề trên Độ con yên ổn dưỡng bệnh cõi tu trong cái bài Nguyện trước bàn thờ ông bà Thì bề trên này nó khác Bề trên này là chỉ cho củ quyền ông bà Chúng ta những người khuất, phước mặt là bề trên Đó. Rồi thêm một đoạn Thì trong bài Thiên Lý Ca nữa Mặt bề trên bằng biệu chẳng phê Muốn cho thân dược khỏi lời Cấm xào chỉ trí một bề lo tu Thì bề trên này lại khác nữa Một vấn đề khác nữa Rồi từ bề trên ở đây lại là một vấn đề khác nữa vậy thì bề, từ bề trên này nó không giống như từ bề trên của trong cái bài là mong nhờ đức cả bề trên vậy thì bề trên này ý chỉ cho những cái người hơn mình là chủ mình là thầy mình là người giàu có hơn mình là người mình đang học hỏi là người quan chức dân dân thì đó là bề trên đó thì chúng ta cũng phải dùng cái lời hiền lương đức hạnh cái ý tiếp theo đó thì thầy dạy chúng ta và những sự khuyên dạy chỉ bảo cái khác làm theo lẽ phải đều ích lợi cho chúng sanh và điều hợp tinh thần đạo đức như vậy thì thầy đã rõ đây là một cái điều mà chúng ta cũng phải suy nghĩ tức là những cái sự chỉ dạy khuyên những cái sự khuyên dạy chứ chỉ bảo kẻ khác làm theo lẽ phải đều ích lợi cho chúng sanh và điều hợp tinh thần đạo đức như vậy thì qua cái đoạn văn cái cái đoạn cuối của cái phần hành chánh ngữ này thì có thể chúng ta suy ra được tức là những cái điều những cái lời nói mà giúp cho chúng sanh thực hiện đúng theo lẽ phải đó thì tốt lắm đây là chánh ngữ là những cái điều mà khuyên dạy tất cả mọi người làm thế là phải đó. Thì bây giờ chúng coi coi chúng ta xét coi điều nào đây. Thì xin thưa quý vị rằng không ngoài cái điều mà chúng tôi dạo vị đang chia sẻ đây. Tức là những cái điều đạo đức. Những cái điều thầy tổ Phật trao truyền lại cho mình thì giờ này mình phải có một trách nhiệm để trao truyền những cái điều này lại cho những người khác. Thì đó là những cái điều làm thế là phải đó, hợp tinh thần đạo đức. Vậy thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta cũng phải hết sức là Phải nói rõ là hết sức là cố gắng Để làm sao tự bản thân chúng ta học tập Để rồi chúng ta có những cái lời hay ý đẹp Để khuyên dạy chỉ bảo kẻ khác Để làm theo là phải Thì điều này là chánh ngữ đó Phải không quý vị Cái điều này những cái điều mà gần như chúng ta chuyển tại Phật Pháp Những cái điều mà tôi thí dụ như mình nhắc là Đức Thầy Mình chia sẻ đồng đạo những ý hay theo là Đức Thầy theo hiểu của mình mà giúp cho đồng đạo thăng tiến trên con đường tu hành thì tất cả các điều này nó thuộc về chánh ngữ có nghĩa là trong cái pháp hành chánh ngữ mà thầy dạy thì đây là điều cuối cùng và đây là góc độ cao nhất nó khác ở dưới cái vấn đề ở vấn đề chúng ta hành ác khẩu là chỗ này ha như vậy thì cái trách nhiệm của những người học Phật khi hành về chánh ngữ thì mỗi đồng đạo chúng ta phải có cái công để nghiên cứu chúng ta phải là người biết nghiên cứu nghiên cứu kinh Phật những cứu lời đó thầy Bởi vì những cái lời Đức Phật thuyết pháp ngày xưa Thì hoàn toàn đó là chánh ngữ Đó là siêu chánh ngữ Những cái lời thuyết pháp Đức Thầy cũng là những lời chánh ngữ Siêu chánh ngữ Thầy mới truyền dạy chúng ta là giờ này Những cái sự khuyên dạy kỹ là Chỉ bảo kẻ khác làm theo lẽ phải Điều hợp với uh, điều có lỡ cho chúng sanh thì Điều hợp tinh thần đạo đức Thì về các điều này là các cái điều phải nói rõ là chúng ta nên Nên cố gắng nè Bởi vì thí dụ gì giúp cho chúng sanh Giúp cho con mọi người nghèo khổ một uh, dạ gạo một cái nhà thì hết hạn gì thì họ bớt khổ được 5 ngày, 10 ngày, 5 tháng, 3 tháng và 5, 5 năm thôi. Nhưng mà họ vẫn khổ bởi họ không hiểu tinh thần Phật Pháp. Còn nếu như giờ này chúng ta giúp cho họ lời nói, mà lời nói đó là lời nói mang hàm chứa ý nghĩa là dạy bảo phiên nhũ cho người này trở lại con đường chân chánh. Thì cái lời nói này nếu người ta nghe thấu tai đó, mà người ta thực hiện theo, thì người ta thoát khổ cả một cái đời, người ta thoát khổ cả là phải nói rõ là vô lý luôn tức là khi người ta tu rồi thì người ta thoát nẻo luân hồi rồi vì thấy phương đức lớn biết chừng nào thì cái này cái mà chúng ta phải bàn đó đây là bồ tát hạnh đồng đạo ạ à. đó là lúc này chúng ta hiện là một vị bồ tát mình vừa đổ mình vừa đổ người vì vậy cho nên mỗi đồng đạo chúng ta phải hiểu khi học đến đây rồi đến cái bài chánh ngữ này rồi chúng ta phải hiểu do đó thì chúng ta phải tranh thủ thời gian để có thể mình tăng cái cái số lượng cái tần suất nghe nhìn nhiều hơn nghe những cái sự chia sẻ phật pháp và chúng ta học đọc lời đức thầy một cách nhìn nhường nhuyễn nhìn vào cho lý đức thầy tức là chúng ta phải tăng cái tần suất nghe nhìn nhiều hơn tăng cái thời dụng biểu là lên để làm chi để chúng ta có được một cái kinh nghiệm bởi vì khi mà trong lòng chúng ta có một cái hiểu căn bản về phật giáo rồi về lời thầy rồi thì tôi tin chắc là lời nói chúng ta đều là pháp phật cả thì cái đó là cái điều tránh ngữ đó mà điều tránh ngữ này không nên không có vậy tất cả chúng ta phải đều có bởi vì khi mà chúng ta mở miệng ra thì giờ rằng chúng ta không ủy ngôn không lưỡng thiệt không ủy ngôn không bắt khẩu không, không ngôn ngữ đó, thì thì tốt rồi nhưng mà tốt hơn nữa theo là thầy dạy chỗ này thì khi chúng ta mở miệng ra những lời nói chúng ta mà cái người khác người ta nghe người ta cảm nhận và người ta làm theo đó là điều chân chánh thì những lời nói đó mới đi sâu vào chánh ngữ đó mà có giá trị của chánh ngữ cho nếu như chúng ta nói lời không thiện không ác năm mươi năm mươi thì đâu có lời gì đâu cái này chưa phải là chánh ngữ còn chánh ngữ là những lời nói này phải hoàn toàn tốt lành, những lời nói này phải hoàn toàn người ta nghe để người ta hành theo, thực hiện theo, đi vào cái lộ trình chân chánh. Cho nên quý vị thấy là các vị tổ chúng ta cũng vậy. Khi mà các ngài mà thông suốt đắc đạo rồi, thì các ngài ráo riết đi truyền đạo, ráo riết dùng cái chánh ngữ để đi truyền tải cái thông tin này khắp tất cả nhân loại đại đồng. Mà Đức Thầy chúng ta hôm nay cũng vậy, khuyên tu hành háo sức tổn hơi, chẳng hề mở miếng đá thăng trách, và chẳng những lời nói có âm thanh, mà bên cạnh đó cũng những lời nói không có âm thanh Cũng như các vị hiền triết Các vị đồng đạo chúng ta có một cái công năng viết sách Thì đó cũng là chánh ngữ Mà gọi là chánh ngữ không có âm thanh Thì khi chúng ta đọc lời nói đó Thì chúng ta vang lên những cái phương pháp tu hành Thì Phước Đức phải nói rõ là không lường quý vị Thì nó không hết Cho nên cái yếu tố sau cùng đạt chánh ngữ Thì muốn nói lại hành giả người này phải là cái người có tâm Tức là tâm chúng ta phải là cái tâm Phật Pháp cái tâm chúng ta phải là một cái tâm không có còn Phải nói rõ là gần như cái vô minh, cái mê si nó đã Phải nói rõ là nó còn đi chăng cũng rất ít thôi Mà lúc bây giờ cái tâm chúng ta là cái tâm phải rõ là cái tâm chuyên trì niệm Phật Cái tâm chúng ta là cái tâm chứa đầy đủ Phật Pháp Để rồi khi chúng ta mở miệng ra đều là Phật Pháp và Phật Pháp Thì đó mới hoàn toàn đạt được chánh ngữ đồng đạo Cho nên bên cạnh đó Đức Thầy dạy rất rõ là câu chánh ngữ lòng xoắn ghi tạng tiếng luận bàn ngắn ngắn tỏ tường nói những điều đức hạnh hiền lương chớ thêm bớt mà mang tội lỗi việc cháo trác ấy là nguồn cội lời xảo ngôn do đó mà ra kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca mà thầy dạy rất rõ trong giác mê thâm kệ thì qua cái ý đó thì chúng ta tóm lại để hành được cái phần chánh ngữ yếu tố đầu tiên thì chúng ta không dùng những cái lời xảo ngôn cháo trác yếu tố thứ hai chúng ta không dùng những cái lời thô lỗ cọc cằn yếu tố thứ ba khi chúng ta bàn luận thế gì kết thế nào đó dầu đằng người trên mình dầu đằng mình là người trên dầu đằng mình là người dưới thì vai trò nào cũng vậy chúng ta cũng phải nói cái lời hiền lương đức hạnh cái yếu tố thứ tư là những cái sự phiên dạy chỉ bảo thì phải hợp với lẽ đạo và yếu tố sau cùng thì mỗi đồng đạo chúng ta phải cố gắng làm sao cho mình có được phật pháp để rồi những cái lời nói mình ra đều là phương pháp tu hành đều là phật pháp thì như vậy chúng ta mới đạt được hoàn toàn chánh ngữ kính thưa đồng đạo vậy thì chúng tôi nói thêm hôm nay muốn đạt được chánh ngữ thì mỗi đồng đạo chúng ta cần phải có một cái tâm tư duy cần có một cái tâm tỉnh thức cần phải có một cái tâm trong sạch khi chúng ta có được một sự tư duy một cái tâm tỉnh thức một cái tâm trong sạch thì tôi tin chắc rằng chúng ta mới đạt được chánh ngữ có nghĩa là mình làm sao mà cái ngôn ngữ tâm của mình ở bên trong đó khi mà nó phát ra nó thì thầm nơi tâm của mình đó, thì cái ngôn ngữ tâm chúng ta phải là cái ngôn ngữ tốt đẹp cái ngôn ngữ này nó gọi là sớm tối đi nằm ở chánh pháp cái ngôn ngữ tâm chúng ta là cái ngôn ngữ phải nói rõ là phật pháp đừng có để danh lợi tình nó dính vào ngôn ngữ tâm cái quan trọng chúng ta điều ngữ cái tâm mình trước để rồi chúng ta phát cái khẩu bên ngoài nó mới tốt đúng không nào tôi giả sử như bản thân tôi cũng vậy trong quá trình học đọc nghiên cứu là đức thầy thì thật ra cái ngôn ngữ tâm của tôi những tiếng nói thì thầm trong tư tưởng tôi đều là pháp phật đều là những cái sự tư duy có như vậy mới nói chuyện được điều là những cái sự nghiên cứu chắc lọc tư duy rồi hôm nay muốn nói với đồng đạo điều này phải nói bắt đầu từ đâu thì trong khi đó cái ngôn ngữ tâm của mình nó đã chuẩn bị sẵn rồi cho nên tôi học thì nó cũng khác những người khác lắm à, đọc sách cũng có đọc mà đa phần chỉ đọc lướt ngang thôi chứ không phải mà tối ngày ghi đầu vào sách không có cái quan trọng là tôi học ở nội tâm trong quá trình nghiên cứu là vậy tôi học nội tâm cái nào tôi không biết thì tôi nghiên cứu mở từ điển mà sách coi nhưng mà coi xong đắt đại lại rồi bắt đầu suy nghĩ ngay khi mà chúng ta xem sách Mà mình không phụ vào cái sự suy nghĩ đó Thì chúng ta nhớ không lâu Suy nghĩ lại, ôn lại Tức là cái ngôn ngữ tâm nó lặp đi lặp lại Cái cái mà chúng ta vừa thấy cái Thấy ở cái ngôn ngữ viết ở ngoài đó Hoặc là chúng ta nghe cái ngôn ngữ nói đó Thì cái ngôn ngữ tâm lặp lập Có nhiệm vụ lặp đi lặp lại Và khi lập đi lặp lại đó Nó mới nhào trộn đó Nó có một cái trạng thái tư duy Thì khi nó nhường nhiễn điều đó rồi Thì lời nói chúng ta phát ra Cũng như lời mà tôi nói đây quý vị Thì đã trải qua cái nhào luyện Ở cái ngôn ngữ tâm À, cho nên thì muốn đạt được chánh ngữ thì cái quan trọng chúng ta phải điêu luyện từ tâm cho nên thầy dạy hai tập đó là tập từ nội tâm bên trong muốn có được lời nói chân chánh đúng sự thật thì ở nội tâm chúng ta phải là cái người quân tử phải là người chân chánh phải là cái người phải nói rõ là đúng sự thật còn nếu như nội tâm chúng ta là phải nói rõ là nó quá nhiều điều tà đấy quá tối đi quá nhiều những cái thiên hình dạng trạng trống nó đang rối trong nội tâm trong đó. ngôn ngữ tâm chúng ta nó không tốt ngôn ngữ tâm chúng ta toàn là những cái lời độc địa trù ẻo nguyền rủa tính to ác độc để hại, mưu hại người khác để thỏa mãn cho cái dục vọng của mình để thỏa mãn cho cái ghen tuông của mình cái thù quán của mình thì từ đó thì chúng ta không dập tắt ngay những ngôn ngữ tâm này thì ngôn ngữ ngôn ngữ tướng chúng ta phát ra ngoài thì xin thưa quý vị rằng chúng ta đương nhiên phạm vào tà ngữ à, cho nên thì chánh ngữ đức thầy dạy chúng ta thì chúng tôi muốn nhắc lại vấn đề này là đi vào cái gốc bởi cái mà chúng ta bàn hôm nay là chúng ta bàn vào cái chân lý giải thoát cho nên rằng mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta nếu ai cũng thực hiện đúng lời đức thầy thì quý vị biết rằng lợi lạc lớn dữ lắm lời nói chúng ta thơm tho mà khi mà lời nói thơm tho thật thà thành thật thì sao được mọi người tin cậy mọi người mến yêu mà khi mọi người tin cậy mọi người mến yêu thì đương nhiên người ta sẽ giúp đỡ mình khi mình gặp hoàn cảnh khổ khó mình được mọi người là, là, là cứu vớt mọi người quan tâm bởi chúng ta nói là tốt lành và cái thứ hai mà nếu nói là nhân quả một cái người mà chuyên nói về những cái lời tốt lành đó thì người này phải nói rõ là có một cái quy lực bằng lời nói tức là có một cái năng lượng cái nguồn từ trường từ lời nói thí dụ như một sự việc đó cái người nói một ngàn lần người ta không nghe nhưng mà cái người mà có một cái quy lực từ lời nói chỉ cần nói một lời thôi à, ta chạy cống giò ta nghe phải không quý vị nó có trường hợp đó thì đây là gì là từ trường của lời nói của cái người gọi là có một cái phước đức mà phước đức này nó xuất phát từ cái lời nó thơm tho Ở tiền kiếp hoặc ở trước đó Thì chính vì vậy cho nên cái lợi lạc không hết Do đó thì nếu như mà chúng ta có được chánh ngữ rồi Thì quý vị biết là lợi lạc không hết Rất là dễ cảm quá mọi người Bởi giúp lúc giờ chúng ta có được cái nền tảng phước rồi Khi có phước chúng ta làm phước rất dễ Mà khi chúng ta làm tội rồi Chúng ta có tội có nghiệp thì chúng ta làm phước rất khó Nói người ta không nghe Sao có phước được vì vậy cho nên mình phải điêu luyện ngay từ giờ phút này để chúng ta có được chánh ngữ thì lời nói chúng ta thơm tho về nhân quả thì được mọi người nghe theo và hơn thế nữa về tính chất của tôn giáo đạo phật giáo hòa hảo chúng ta thì quý vị mà nếu có được một cái lời nói thơm tho chân thật chân chính đúng là đức thầy thì tương lai tất cả chúng ta sẽ đắc quả bồ tát tương lai tất cả chúng ta sẽ được sanh về có phật tương lai tất cả chúng ta được gặp thầy sẽ dự hội long quá và cuối cùng thì chúng ta được giải thoát thì đó không hết thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyên đề thì trong quá trình trao đổi chúng tôi cũng tinh gọn lại bỏ bớt các cái mẫu chuyện rút ngắn lại chủ yếu là nói cái trọng tâm giữa cái ngôn ngữ tâm rồi cái ngôn ngữ viết và cái ngôn ngữ nói để cho quý vị chúng ta có một cái cách nhìn à, cũng như tôi thông thoáng hơn về chính ngữ thì à, trong quá trình trao đổi thì không sao tránh khỏi những sơ sót rất mong quý đồng đạo niệm tình lượng thứ à, cuối cùng thì cũng à, cầu chúc cho quý vị à, cố gắng thực hiện cái à, bài học trách ngữ này để chúng ta thực hiện xuyên suốt trong cuộc đời của mình đúng như lời đức thầy đã dạy tính đồ cùng các chư tăng từ dài sắp đến nói năng chọn lời trân trọng kính chào nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật